Đây là Lăng Quang. Dạ. Lăng Quang, Lăng Hoàng gia đây là di tích ở thị xã Gò Công. Đây nè. Nó còn thuyết minh gì không chú? Hỏi đi. Cái này kiến tạo 1888. À. Cái này mới trùng tu lại. Mới trùng tu đây, hồi đó nó muốn sập rồi. Rồi hả? Hỏi trọng tí hình cũ á. Ừ. Hình cũ à. Rồi muốn sập luôn rồi. Cái này ở ngoài Hà Nội nhiều lắm, kiến trúc ở ngoài Hà Nội vô chụp giùm cái vua chúa nè. Lăng của hoàng gia tức là hoàng tộc á. Hồi xưa bà mẹ Từ Vũ là vợ của vua Tự Đức. Vợ vua Tự Đức là hồi đó bà là cái người coi như hoàng hậu của miền Nam mà đem ra đây, ra tới Huế á, thì bà giới thiệu cái mắm còng lột của Gò Công cho triều đình. À, người ta khen ngon quá. Nhưng mà bả nhờ cái chỗ mà Từ Vũ bả rất là độ lượng, bả thương dân, thương người dân lắm. Cho nên sau này người ta mới nhớ ơn bả. Cái quỹ trùng tu hồi xưa đó, hồi xưa cái nó nên năm 1000 hồi trước giải phóng là nó bỏ phế luôn. Sau giải phóng 10 năm sau hay là bao nhiêu năm sau nó mới sửa lại. Đó, hư luôn. Hồn Cố Đô. Ừ. Đây là cái tượng của Đức Công nè. Cái này là Đức Quốc Công, cũng là có công ở miền Nam. Nhưng mà cũng là cái chức tước gì trong triều đình Huế đó. Là Đức Quốc Công. Đây là chức sắc của nhà vua ban đó. Ừ, chức sắc. Tức là cái giống như cái thẻ mà chứng nhận là công thần vậy đó. Ừ. Hồi xưa nè, trời ơi, để tàn luôn. Hồn Cố Đô 1888 tới giờ mà thời đó còn vua. Đây di tích thuộc gì? Di tích quốc gia rồi. Đây là bản công nhận lịch sử di tích văn hóa. Ừ. Mộ ông Phạm Trung Nhã, Hàm Thái Bảo, Cần Chính Điện Học Sĩ, tước Đức Quốc Công này, thấy không? Giữ được có thấy bà ông Đức Quốc Công lần nào không? Thì đấy không thấy gì đâu vậy. Thấy không? Cũng thấy mình đây linh thiêng á. Vì cái này hồi xưa tôi đi dạo dưới này năm 1974 á, là nó trong cái hình nó chụp biết mấy cái vết đá ông hai bậc. Đấy, nhưng mà hai thời kỳ là dân ở đó, dân chiếm lấy, dân chiều mộ ra. Còn ông các chạp là gia tộc người cái dĩ mộ. Cho nên đặc biệt mới có cái giếng cổ này.
À, cái giếng này biết bao nhiêu ngàn khách, thậm chí là mình trung ương hay múc nước, thậm chí là uống rửa mặt luôn. Nó còn ngọt mà anh. À, thì tôi sẽ thiết minh về cái giếng cổ này cho là mấy anh nghe. Như là ông Phạm Đăng Hưng đã sinh 1764, thì cha ông Phạm Đăng Hưng là ông Phạm Đăng Long, tức Kiến Hòa Tiên Sinh. Ông ấy giỏi về nho học, tinh thông về phong thủy, về địa lý của những nhà cổ học. Ông thường đi khắp đó đây để tìm thể loại đất đẹp, mong con cháu là phát tích. Nhưng mà khi ông đến ngay gò rùa dòng Sơn Quy này, ông thấy thể loại đất là rất đẹp. Nhưng mà gò công thì đất mặn phèn chua, đào đâu ra cái giếng nước ngọt. Sau đó ông mới truy tìm ra cái mạch nước ngầm, ông mới quy tụ mồ mã ba đời về định cư ở đây. Ông đã sanh ra ông Phạm Đăng Hưng, và ông Phạm Đăng Hưng đã sanh ra bà Từ Vũ. Thì đặc biệt là khi sanh bà Từ Vũ, có một cái dần trăng sáng lò rọi chiếu ngay dòng Sơn Quy này, cái mạch nước giếng càng trở nên trong vắt ngọt lịm, trong khi những cái chỗ khác đều bị nước mặn xâm thực. Xin lỗi ông bà mới đặt cho cháu là Hằng, Phạm Thị Hằng là bà Từ Vũ, còn trong gia phả ta gọi là Hằng Nga. Thì thật ra đây cũng là cái điều bí ẩn, chưa có lời giải. Đến năm 1913 thì cụ Nguyễn Liên Phong có viết về cái chuyện bà Từ Vũ được xuất bản, có nói lên hai câu thơ về cái giếng này, đó là lệ thảy trần tường thội quy khâu dung phước cơ, có nghĩa là nước ngọt trổ điềm lành mà gò rùa dung đất phước, cũng có nghĩa là đất địa linh sanh ra anh kiệt. Khi xưa thì qua mùa nắng là ao làng 10 mét cũng cạn hết, dân số ít xóm làng ở nơi đây cũng rất là ưu ái xà nhà cái giếng này. Bây giờ thì ai cũng có nước cung tân. Tóm lại là cô gái Phạm Thị Hằng và Từ Vũ đã từng sinh hoạt cái giếng này, sau đó bà theo cha theo quế trở thành hoàng hậu. Thì thật tình mà nói, hôm nay là mình quảng bá giúp khác là gò công đó mọi người chưa, nhưng mà cái lượng bà con cô bác á, họ giữ lại cái lộc bà Từ Vũ, nhất là bệnh viện Từ Vũ được con cô chú được sanh ở đó thành tài nhân, họ nhớ là bà Từ Vũ đã từng sinh hoạt cái giếng này, họ giữ lại cái lộc chỉ biết bao nhiêu ngàn khách hay múc nước, chứ không phải mình quảng bá mấy cái gì đâu. Bây giờ nước này vẫn còn xài được mà. Xài được, biết bao nhiêu ngàn người hay múc nước đâu. Tình em nói nó không phải là anh nổ thì hay quá. Dưới này có trùng tu không ta? Hay là gì? Nó sâu bao nhiêu ta? Sâu cái sâu. Nhà mình đo chỉ 5 mét thôi. 5 mét hả? Lại cái lần trung ương rồi đó. Giám đốc của mình Quế, giám đốc của thằng thành phố đó. Trước mộ ông là có hai tấm văn bia, đặc biệt là tấm văn bia này rất là ly kỳ. Mình đứng sát bên là tôi chứng minh về tấm văn bia này nói thì hơi nhiều đó. Văn bia của ông Phạm Đăng Hưng mà tại sao có hình thánh giá và có chữ pháp? Thì sau khi mà ông Phạm Đăng Hưng mất thì thi thể ông được đưa về Gò Công là an táng. Vua Từ Đức thập niên năm thứ 10 mới sai quân lập bia để ngợi ca về công đức của ông. Đây là tấm văn bia đá trắng khảm thạch Quảng Nam, được dựng vào năm 1858 từ quê Quế chuyển về Gò Công để đặt bên mộ ông Phạm Đăng Hưng. Nhưng mà khi thiền di chuyển đến cửa ô cấp Vũng Tàu thì Pháp đã cướp lấy cái tấm văn bia này. Cái người mà lấy tấm văn bia này chính ngay là sĩ quan đại quý bậc B của Pháp, y ta là Thiểu Quân Lục Chiến, đánh thị đánh bộ. Thì ngay cái thời điểm đó, hải quân của Pháp chiếm giữ các nơi đình chùa, những nơi dinh thự mà có liên quan đến triều Nguyễn,
đặc biệt là Bạc Bê chiếm lấy chùa Khải Tường, bây giờ là bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lấy được tấm nhang bia thì ta rất là thích thú đem về đặt ở nơi làm việc của y. Ông Bạc Bê cũng đâu ngờ rằng tượng đá lại có linh hồn, nhang bia đều có số phận. Cái tấm nhang bia nặng vài tấn này chở trên mình một lịch sử của một dòng họ, của một dân tộc mà sau này số mạng lại cắm trên mộ của Bạc Bê. Thì ngay cái thời điểm đó ông Bạc Bê cũng đang si mê một cái cô gái người bản xứ có cái tên gọi là nàng Hai Bánh Ngá. Bây giờ khắp cả nước mình chiếu tuần cả lương nàng Hai Bánh Ngá là phái nữ là hay coi đó. Mặc dù cô Hai không chịu nhưng mà quyết ép buộc phải làm vợ. Sau khi mà biết được chuyện đó thì nghĩa quân Trương Định mới thuyết phục cô Hai nên tham gia nghĩa quân chống lại quân Pháp. Làm sao dùng mỹ nhân kế để dụ quan ba của Pháp ra khỏi đồn Chí Hòa. Thì quả nhiên sự tính toán của ông Trương Định rất là chính xác. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1860, ông Bạc Bê đã mắc mưu nàng Hai Bánh Ngá ra khỏi đồn trú, không đem theo lính hầu và đã bị nghĩa quân Trương Định giết chết. Đây cũng là chiến công đầu tiên của ông Trương Định. Ông Trương Định là cháu rể của ông Phạm Lê Hưng ở đây. Thì sau khi chôn cất Bạc Bê, bạn bè của y mới lấy tấm nhang bia của ông Phạm Lê Hưng này mới đục thành mộ bia. Mới để cây thánh giá và những dòng chữ Pháp. Si Giết là nơi an nghỉ. Paré Capitaine là các bậc đại quý của Pháp. Infanterie de Marine có nghĩa là lính thủy, đánh thủy đánh bộ. Tuê đăng âm bô cát sờ lơ xét rờ gâm bơ, nguyên quyết sân sơ sân. Ông Bạc Bê đã bị giết trong một trận nghị phục kích vào ngày 7 tháng 2 năm 1860. Cuối cùng là Sominia sơ đờ Camarades. Bạn bè của ông Bạc Bê mới cùng lập tấm nhang bia này để làm kỷ niệm cho. Mới đặt trước mộ của Bạc Bê ở đất Thánh Tây quận nhất mà đến chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái dòng thời gian trôi qua, người đời đã quên lãng nhiều năm nắng mưa, bia mới nằm chẩn lộn bên mộ của Bạc Bê. Đến tháng 5 năm 1983, khi mà Ủy ban dân phố là quyết định đi dời nghĩa trang mà đến chi để thành lập công viên Lê Văn Tám. Sau khi công nhân đã san lấp mặt bằng, móc cốt Bạc Bê mới lồi ra tấm nhang bia này. Người ta cũng đâu ngờ rằng đấy là báu vật của nhà vua đã bị lưu lạc. Sau những nhà khoa học mới nhìn kỹ những cái chữ Hán Nôm còn chi chích bên trong mới biết là vua từ Đức làm cho ông ngoại do ông Phan Thanh Giản và ông Trương Quốc Dụng soạn mới đưa về kho bảo tàng cách mạng Sài Gòn và đến năm 1998 tấm nhang bia mới được đưa về đây. Cho nên lễ cuộc sống tròn 140 năm lưu lạc đầy thâm trầm, cuối cùng đất địa linh đã về bên mộ Đức Quốc Công. Thật tình mà nói là biết bao nhiêu ngày khách ba miền đứng đây, kể cả những người Pháp đó. Thì vì đó là tâm tình cũng như mình nói rõ là thật ra cái đời sống xanh của họ thì họ cũng không muốn. Còn khi công ty Avican ở Sài Gòn đó là người Pháp thời kỳ Nguyễn đô hộ mình chưa về đây lắm. Nhưng mình nói với người dắt đi thôi mình né tấm nhang bia. Làm sao để cho tham quan cho nó vui vẻ. Nhưng mà cái đoàn nào muốn biết thì mình sẵn sàng mình nói, mình chia sẻ. Tại vì đất nước ông đã xâm lược đất nước tôi. Cái lỗi đánh giặc thì phải có cái sự mưu trí của cái đầu đó. Nhưng mà nói cho cùng thì mình muốn một tiếng là anh Hùng là không qua ấy mỹ nhân. Nhưng mà ông Bạc Bê là cũng đạt được là khắc lên danh hiệu là đánh thành phục kích. Bây giờ cái tù há mình còn dựng là nàng Hai Bánh Ngá đó. Dòng sông Sài Gòn cá sấu không đó là không dám kêu xấu mình kêu ngá đó. Thành ra là nguyên khối đá trắng cẩm thạch quảng nam. Thành ra là các ba miền mà biết không khách đến đây không ngờ trả lời gò công. Có ngôi mộ lập đáo và tấm nhang bia thứ hai. Giờ mình sang tấm nhang bia thứ hai. Có đầu có đuôi. Không khánh mới đâu rồi. Không rồi. Quay cũng được. Thì sau khi lạc tấm nhang bia đó về quê Quế, ông Phan Thanh Giản và ông Trương Quốc Dụng soạn tấm nhang bia thứ hai. Nhưng mà chưa đem vào được thì mãi đến năm 1867. Lúc đó ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ là Gia Định, Biên Hòa, Định Tường đã thất thủ, phải giao đất cho Pháp để người dân khỏi đổ máu. Thì chính ông Phan Thanh Giản đã ký tên giao đất cho Pháp, không am hiểu mới cho là ông Phan Thanh Giản bán đất. Chứ thật ra cái lá cờ tam tài của Pháp, ông Phan Thanh Giản đâu có ở trong đó. Cho nên ông soạn văn bia rồi nổi lòng bút suốt 1867, ông uống thuốc độc, tự giận chết. Còn tấm văn bia, vua Thành Thái lên ngôi 1888, quên đi. Là có nghĩa là 3 năm sau là cái năm sáng sủa nhất 1891 dựng được. Ý là cũng nói lên năm đời danh giá tốt đẹp của dòng họ Phạm, một đại công thần lớn ở Gò Công dưới thời của triều Nguyễn. Tấm nhang bia này có sao mà về trước. Đây là cấp bộ cấp gia thẩm định, đây là đã qua cương đã xanh. Thì tôi cũng xin nói thêm với vấn đề này, đến thời của mình thì ông thủ tướng Võ Văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa,
ông mới lập ở đền thờ bên Vĩnh Long đó, để rửa cái hàm quan cho ông Phan Giảng. 100 năm mà nằm ở đế mồ nữa thừa là thiên số là bán nước rồi. Nhưng mà rất tiếc là ông chưa liệu được là ông đã qua đời. À, cho nên đó là khi chưa là ông bà mình nói từ đây ra Huế ngàn mấy trăm cây số đó. Và ông bà ma lên thần đó. Thì đi bằng đường mình xem nó không có tới đâu. Là tiến sĩ năm kỳ đầu tiên là ông Phan Giảng đã là chi đầu. À, bây giờ mời mình đến lăng mộ. Đây là ngôi mộ của ông Phạm Đăng Hưng. Đây là mộ thật. Từ quầy Quế vô quan tài đưa ông về đây. Ông đã tọa lạc trên Gò Rùa. Gò Rùa là cái vùng đất mai đất nổi, chứ không phải mà đổ đất cao xây mộ cho ông. Còn cái từ mà núi Rùa là vua Tử Đức cùng kỳ vọng lấy nguyên ngoại sắc đẹp nhất xích dì sơn, lấy tên trong khoa địa lý mới đặt là núi Rùa. Mộ ông không xây theo kiểu là ngũ phân, có nghĩa là trâu nằm hay là mã phục ngựa quỳ, hai kiểu đó dành cho dân thần võ tướng. Mộ ông xây kiểu hình chớp trụ, đảnh trụ tiếng Hán Nôm, còn tiếng phổ thông gọi là hình bát giác. Nhìn bên trên hai hàng mộ đắp ba dần thể hiện tam tài, thiên thời địa lợi nhân hòa. À, cái ý của ông nói lên con người sống cái tâm thì phải có trời có đất, cái sự tồn tại nó mới có. Những cánh phượng tẻ búp sen mang dáng dốc Âu Châu, nhưng mà hai thời kỳ chiến tranh đã phai mờ, chứ không kiểu của Tây Á là Trung Quốc. Và đây cặp cá chép trong tư thế dược vũ môn để qua rồng. Và phía sau đầu mộ là tấm hoành phi lớn, bốn ông rồng đang ngự trị cặp mắt to sáng. Bên dưới là dị ứng ngũ linh khâm trai, công hầu bá tử nam, ý nói lên năm ông kỳ lân, ngũ đại thành xương. Và kỳ lân ẩn hiện ra đời mang cái điềm lành đến cho nhân dân, và ý cũng nói lên năm đời danh giá tốt đẹp của dòng họ Phạm Đăng. Ở đây mình nhìn chung thì cái phong nghi chôn cất mộ ông là tường uốn quanh, tường xây cung trưởng, tam công, tứ trụ, kiến trúc trước mộ bốn ông sen, thể hiện đây là thiên thọ, thái sư, thái phó, thái bảo. Tất nhiên cái diện tích ở đây thuộc hàng quân dương, chứ không còn ở hàng thần tử nữa. Vì sao? Vì ông là bố vợ của vua Thiệu Trị, cha bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ, và cũng là ngoại của vua Tự Đức. Sở dĩ nơi đây có đền thờ và các tổ mộ quan trọng của Đức Quốc Công, cho nên mới gọi là Lăng Hoàng Gia. À, tôi cũng xin tạm dừng đây. Trời, ok. Mở bài thằng lại.